Thời gian gần đây, hoạt động của các nhà dân chủ có vẻ im ắng, không còn sôi nổi. Phải chăng họ đang chờ đón một điều gì đó? Nếu đúng như vậy, có lẽ thứ mà các nhà dân chủ chờ đợi đó chính là kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Bởi vì Joe Biden hay Trump là Tổng thống Mỹ thì có tác động rất lớn tới miếng cơm manh áo của số này. Trước đó, Tổng thống Donald Trump với chính sách nước Mỹ là trên hết thì những khoản tài trợ thường xuyên thúc đẩy dân chủ nhân quyền thông qua các NGO tài trợ cho số dân chủ đã bị cắt giảm so với nhiệm kỳ của ông Obama. Với việc cắt giảm kinh phí, dễ có thể thấy những năm qua phong trào dân chủ trong nước đã rệu rã một cách rõ ràng, những hội, nhóm dần tan rã, những dân chủ chẳng còn mấy mặn mà khi nhau tuyên bố giải nghệ. Nếu tiếp tục là Trump, chắc hẳn sẽ tiếp tục có những cuộc tan rã, giải tán của vô số các tổ chức, phong trào dân chủ liên tiếp xảy ra trong thời gian tới. Còn đối với Biden, nếu đắc cử, các nhà dân chủ hy vọng sẽ có một luồng gió mới thổi vào phong trào dân chủ đang rệu rã lúc này. Phong trào dân chủ, hội, nhóm của số dân chủ sẽ nở rộ, mọc lên như nấm sau mưa. Các dòng tiền ủng hộ, tài trợ lên đến hàng trăm, hàng nghìn đô sẽ chảy về túi các nhà dân chủ như trước đây, đảm bảo cho một cuộc sống có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Đây có lẽ là kịch bản mà các nhà dân chủ mong muốn xảy ra nhất trong bối cảnh này. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến nay dường như đã dần ngã ngũ. Rất nhiều kênh truyền thông uy tín của nước Mỹ cũng như các kênh truyền thông quốc tế uy tín khác đưa tin về chiến thắng thuộc về ông Joe Biden. Điều này đang khiến rất nhiều nhà dân chủ mừng thầm, ủ mưu bùng nổ hoạt động sau bầu cử. Tuy nhiên, các nhà dân chủ nên nhớ kỹ rằng việc ông Joe Biden hay ông Trump là Tổng thống cũng sẽ không hề ảnh hưởng tới quan điểm và thái độ của Việt Nam đối với vấn đề dân chủ và nhân quyền và xử lý những vi phạm pháp luật. Nhiều dân chủ hy vọng với việc ông Joe Biden đắc cử, nước Mỹ sẽ quan tâm hơn, thúc đẩy hơn tới vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, trông đợi vào sự can thiệp của Mỹ với chính quyền Việt Nam trong tình huống xấu nhất khi bị bắt giữ, xử lý. Tuy nhiên, với quan điểm đường lối ngoại giao nhất quán, thống nhất và xuyên suốt của Việt Nam là sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên tinh thần giữ vững độc lập, chủ quyền, thì có lẽ ai làm Tổng thống Mỹ cũng sẽ là những người bạn tốt đối với Việt Nam trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Còn về phía những hành vi vi phạm pháp luật của các nhà dân chủ thì chắc chắn một điều sẽ luôn luôn bị xử lý nghiêm minh và thích đáng.